Xin chào tất cả các em. Trong buổi học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thể bị động. Vậy thì thể bị động là cái gì? Khi nào ta sử dụng thể bị động và nó khác gì so với chủ động? Vậy thì câu sau đây chúng ta thử nghĩ xem nó là câu chủ động hay bị động nhé. Ví dụ cô nhìn thấy bàn rất là sạch đúng không nhỉ? Và hôm trước chúng ta nói một cái tình huống đó là câu hỏi là bạn nào là bạn sinh nhật thì bạn Tèo bạn sinh nhật. Vậy thì bạn Tèo sinh nhật chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả. Vậy đó là câu chủ động hay câu bị động. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu cái ví dụ như vậy. Tèo has cleaned the board. Trong cái câu này thì chúng ta nhận thấy là Tèo là chủ ngữ, has cleaned là động từ, và ở đây the board được gọi là tân ngữ. Cô vẫn nói với chúng ta rồi ở những bài đầu tiên đó là tân ngữ là gì? Tân ngữ là tất cả các danh từ đứng sau động từ được gọi là tân ngữ. Vậy thì the board được gọi là tân ngữ của động từ has cleaned. Vậy thì trong câu này là câu chủ động hay câu bị động? Tèo lau bảng. Vậy thì trong câu này người ta gọi đây là câu chủ động. Vì sao chúng ta gọi đó là câu chủ động? Đơn giản là bởi vì chủ ngữ là người thực hiện hành động. Tèo chủ động là cái việc đó. Vậy thì làm thế nào chúng ta chuyển sang câu này là câu bị động? Vậy thì chúng ta sẽ dịch là Tèo lau bảng. Và nếu như chuyển sang câu bị động nó sẽ là cái bảng được lau bởi anh Tèo. Lúc này chúng ta sẽ chuyển câu này sang bị động như thế nào? Lúc này chúng ta sẽ chuyển cái bảng lên làm chủ ngữ của câu bị động. Lúc này chúng ta sẽ chuyển cái bảng lên làm chủ ngữ. Câu này nó sẽ là the board chúng ta vẫn giữ nguyên thì hiện tại hoàn thành đó là has, nhưng mà chúng ta không dùng clean mà chúng ta dùng has been cleaned. Rồi động từ này chúng ta thấy là nó sẽ chuyển về dạng này, nó ngoài has ra thì chúng ta có been cleaned. Và lúc này chúng ta sẽ chuyển tân ngữ chủ ngữ trong câu chủ động chuyển thành tân ngữ của câu bị động. Chúng ta sẽ thêm giới từ by Tèo. Chỗ này chúng ta sẽ có đây là chủ ngữ mới trong câu bị động. Chủ ngữ mới đây nó chính là tân ngữ của câu chủ động. Chúng ta chuyển the board has been cleaned, verb. Verb đây thì chúng ta nhìn thấy một đặc điểm, đấy là ngoài cái trợ động từ has ra của thì hiện tại hoàn thành thì nó có một cái đặc điểm rất đặc biệt, đấy là động từ clean không còn là cleaner nữa mà nó chuyển thành been cleaned. Tức là verb này nó sẽ chứa be cộng với động từ dạng phân thứ hai. Và chúng ta sẽ có by cộng với tân ngữ. By cộng với tân ngữ. Và tân ngữ này nó chính là chúng ta hiểu nó chính là chủ ngữ trong câu chủ động. Đây chính là tân ngữ trong câu bị động. Tân ngữ trong câu chủ động thì chúng ta lưu ý là ở đây vậy thì cái cấu trúc tổng kết tổng quát của thi hiện của cái câu bị động là gì? Đó là nó chứa be và phân thứ hai. Nó luôn luôn tồn tại be và phân thứ hai. Vậy thì khi nào chúng ta sử dụng câu bị động? Chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ dịch câu này là cái bảng được lau bởi bạn Tèo. Vậy thì lúc này cái bảng không phải là người, cũng không phải là vật thực hiện cái hành động đó nữa, mà nó là cái vật đón nhận hành động. Chúng ta sẽ dịch là được hoặc là bị. Lúc đấy cái chủ ngữ mà bị hoặc được một cái gì đó thì chúng ta sẽ gọi nó là câu bị động. Vậy thì câu bị động để làm gì? Dùng để nhấn mạnh chủ ngữ. Đây ạ, cái bảng được lau. Dùng để nhấn mạnh chủ ngữ. Chủ ngữ này là người hoặc là vật bị tác động. Bị tác động. Vậy thì câu chủ động là người hoặc là vật. Chủ động là cái việc đó, chủ thực hiện hành động. Còn câu bị động thì là người hoặc vật mà đón nhận hành động hoặc bị tác động. Vậy thì chúng ta sẽ có cấu trúc chung nhất của câu bị động, đó là luôn luôn tồn tại be và phân thứ hai. Sau này chúng ta sẽ cảm thấy rất là dễ dàng khi chúng ta chia động từ to be. Cô sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta chia làm sao mà nó dễ dàng nhất đối với các thì. Cái quan trọng là chúng ta phải nắm được 12 thì. Và khi nắm được 12 thì rồi thì cái chuyển sang bị động này nó không còn làm vấn đề khó khăn với chúng ta. Vậy chúng ta chuyển sang cái phần đầu tiên, đó là cái cấu trúc của câu bị động. Passive structure. Cấu trúc câu bị động.
À, vậy thì cô vừa mới nói với chúng ta đó là cấu trúc của bị động nó sẽ tồn tại be và phân từ hai, nó luôn luôn tồn tại từ be và phân từ hai. À, cái quan trọng nhất đây là chúng ta phải xác định được cái động từ chính trong câu nó chia ở thể gì. Trong câu chủ động thì chúng ta sẽ chia động từ to be ở dạng đó và chuyển động từ đó về dạng phân từ hai. À, cô lấy ví dụ, một cái ví dụ khác nữa để chúng ta nhận thấy rất rõ cái điều này. Ví dụ như là tôi xem phim hàng ngày. I watch TV every day. À, tôi xem phim hàng ngày. Chứ như thế là tôi là chủ động, là chủ ngữ. Tôi là người thực hiện động, và đây chính là câu chủ động. Xem TV nó sẽ là tân ngữ. Everyday là chúng ta nói trạng ngữ rồi, chúng ta không nói đến ở phần này. Để tôi xem TV hàng ngày. Vậy khi tôi xem TV hàng ngày thì tức là cái TV được tôi xem. Và cô sẽ nói là câu bị động của sẽ là TV is watched every day. À, vậy thì tại sao lại là is watched mà chúng ta không phải là has been watched giống như cái câu đầu tiên nữa? Là bởi vì chúng ta nhìn thấy đây, cái động từ này, động từ này nó là đang ở hiện tại đơn. Vậy chúng ta sẽ phải sử dụng động từ, chúng ta chia cái động từ to be này ở hiện tại đơn. Và chúng ta biết là to be hiện tại đơn nó sẽ chia theo ngôi, đấy là am, is, are. Được nhỉ? Động từ này dạng nguyên thể to be, động từ này hiện tại đơn, to be sẽ là hiện tại đơn. Và nó sẽ chủ ngữ đấy là TV. TV là ngôi thứ ba suy ít, chúng ta sẽ dùng là TV is. Và động từ watch chúng ta sẽ thêm đuôi ed. Đây là động từ có quy tắc và chúng ta chỉ việc thêm động từ có quy tắc thêm đuôi ed vào. Thế là chúng ta đã có dạng bị động. Vậy lúc này TV là cái được xem hàng ngày. Chúng ta sẽ đi cùng nhau đi vào từng thì cụ thể một. Và để thấy rõ rằng là chúng ta thấy là hoàn toàn không khó khăn lắm khi chuyển từ câu chủ động sang câu bị động. Chúng ta đi vào phần một nhỏ, đó là thì hiện tại đơn. Cấu trúc của thì hiện tại đơn. Present simple. Các em thân mến, chúng ta nếu như chúng ta xác định được động từ chia ở thì hiện tại, chúng ta sẽ rất dễ dàng để chia động từ đó ở dạng bị động. Là bởi vì sao? Bởi vì cấu trúc chung nhất của nó là be cộng với phân từ I, và chúng ta chỉ việc chia to be ở dạng hiện tại thôi. Do đó chúng ta sẽ có cấu trúc khẳng định, đó là chủ ngữ trong câu bị động sẽ là chủ ngữ cộng với am, is, are cộng với phân từ hai, bước phân từ hai cộng với tân ngữ. Và chúng ta chú ý là chúng ta sẽ cùng có dùng by cộng với tân ngữ. Tại sao cô để cái từ by cộng với tân ngữ này ở trong ngoặc đơn? Là đơn giản là bởi vì là đôi khi chúng ta cần dùng đến nó mà đôi khi chúng ta không cần phải dùng đến nó. Để trong trường hợp nào chúng ta cần dùng đến nó thì đó là tất cả các danh từ chỉ cụ thể. Ví dụ trong trường hợp cô nói là ai, tôi thì nó không không rõ ràng, nó chỉ là một đại từ nhân xưng, đại từ thay thế thôi, cho nên chúng ta sẽ không quan tâm đến by me nữa. Chúng ta có thể có được, có nó cũng được, không có cũng không sao. Nhưng nếu như bạn tèo, tèo là một cái nhân vật, nó không phải là he, không phải là her, không phải là she, cho nên là chúng ta phải có cái đấy là by tèo. Chắc chắn là chúng ta phải có cái điều đó. Vậy thì chúng ta sử dụng by cùng với tân ngữ khi nào? Chúng ta dùng nó khi tân ngữ là một danh từ cụ thể. Khi dùng by cộng tân ngữ khi tân ngữ là một danh từ riêng. Danh từ riêng nên nó không phải là một danh từ chung. Ví dụ như people, mọi người, là they, bọn họ, we, chúng tôi, là ai, tớ, do, you, mày, hoặc là she, bà ta. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ sử dụng nó khi nó là một danh từ riêng. Chúng ta thật lưu ý đây là một danh từ riêng, chúng ta mới dùng by. Cái trường hợp này thì không phải chỉ có mỗi thì hiện tại đơn là nó sẽ dùng, nó không dùng đâu, mà chúng ta sẽ áp dụng cho tất cả các thì. Chính vì vậy mà cô sẽ không nhắc lại chúng ta ở các phần sau. Cô chỉ biết là by cộng với ngoặc đơn, by cộng với tân ngữ trong ngoặc đơn. Chúng ta hiểu rằng chúng ta có sự lựa chọn khi chúng ta dùng by hay không dùng by, nó phụ thuộc vào tân ngữ. Ở thể phủ định thì khá là đơn giản, đấy là nó giống như thể
như câu chủ động, tức là chúng ta sẽ phủ định, chúng ta sẽ sử dụng phủ định ở chính động từ to be. Và chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ thêm not vào đằng sau nó. I'm not sẽ không có dạng viết tắt. It's not chúng ta sẽ viết tắt thành isn't. Are not chúng ta sẽ viết tắt thành aren't. Tất nhiên cộng với động từ dạng phân từ hai, cộng với by, cộng với tân ngữ. Ở thể nghi vấn, đơn giản thôi, chúng ta chỉ việc đưa cái to be lên đầu. Nếu như trong câu chủ động người ta đưa do, does lên đầu, thì trong câu bị động người ta sẽ đưa to be lên đầu. Đấy là a, miss a. Cộng với chủ ngữ, cộng với động từ dạng phân từ hai, cộng với by, tân ngữ. Chúng ta sẽ đặt dấu hỏi ở đây. Chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ đưa cái tân to be lên đầu. Rất là đơn giản đúng không nhỉ? Ví dụ, cô lấy ví dụ như sau. Cậu có nói tiếng Anh hàng ngày không? Cô sẽ dùng câu chủ động trước để chúng ta thấy rằng rất dễ dàng để chúng ta chuyển sang câu bị động. Do you speak English every day? Every day. Mày có nói tiếng Anh hàng ngày không? Lúc này trong câu này là câu chủ động, là bởi vì chủ ngữ là người đang thực hiện hành động nói. Nhưng mà chúng ta muốn chuyển sang bị động thì chúng ta nhận thấy rằng ở đây tân ngữ, đây là chủ ngữ, đây là động từ và đây là tân ngữ. Lúc này chúng ta sẽ chuyển tân ngữ lên làm chủ ngữ, chúng ta sẽ thay thế cái English vào vị trí của you. Chúng ta sẽ thay thế to be vào vị trí trợ động từ, vì chúng ta nhìn thấy đây bên trên này, câu nghi vấn chúng ta sẽ đưa to be xuống, chúng ta sẽ thay thế to be vào đây và chúng ta chuyển you vào đằng sau để chúng ta đưa bằng by. Động từ speak chúng ta sẽ chuyển về dạng phân từ hai, đó là spoken. Do đó câu này rất là đơn giản, chúng ta sẽ chuyển thành is English spoken every day. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng trong câu bị động thì vị trí của trợ động từ không còn nữa. Lý do bởi vì là trong câu bị động người ta không dùng trợ động từ, người ta dùng chính động từ to be. Chúng ta chỉ việc đảo to be lên trước, thay thế cho vị trí trợ động từ. Chúng ta thay thế cái vị trí của chủ ngữ là người thực hiện hành động, chuyển sang tân ngữ và chuyển động từ về dạng phân từ hai. Vậy thì chúng ta đã có một cái câu hoàn chỉnh. Đây là thì hiện tại đơn, chúng ta cùng nhau chuyển sang thì tiếp theo, đó là thì hiện tại tiếp diễn.